Thưa quý vị và các bạn, vụ việc một người đàn ông ở An Giang nhẫn tâm ném con trai 4 tuổi của người yêu cũ xuống sông sâu đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Rất may mắn là nhờ có sự dũng cảm của những người dân lương thiện tốt bụng, cháu bé đã được cứu sống và được đưa lên bờ an toàn. Vâng, và sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Huỳnh Hồng Hải. Lời khai ban đầu của đối tượng đã hé lộ động cơ và nguồn cơn của hành động tàn nhẫn với cháu bé. Cụ thể ngày 12 tháng 9, công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự về hành vi giết người đối với Huỳnh Hồng Hải, 40 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Làm việc với cơ quan công an, Hải thừa nhận đã ném bé trai 4 tuổi từ cầu Tô Nước Thắng, thành phố Long Xuyên xuống sông Long Xuyên vào trưa ngày 11 tháng 9. Hải cho biết từng có thời gian yêu đương mẹ cháu bé và người phụ nữ sau đó lập gia đình sinh con, nhưng cả hai vẫn còn qua lại. Ngày 10 tháng 9, Hải đã mời cô xuống nhà thành phố Long Xuyên dự đám rỗ và đưa bé trai theo cùng. Sáng 11 tháng 9, Hải chở bé trai đi chơi. Đến gần trưa khi đến giữa cầu Tôn Đức Thắng thì Hải đã ném cháu xuống sông. Sự việc được camera hành trình của ô tô trên đường ghi nhận lại. Hiện nghi phạm chưa khai động cơ gây án là gì. Vâng thưa quý vị, rất may mắn khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được ông Bùi Ngọc Thọ 63 tuổi và con trai là Bùi Hữu Thành 39 tuổi cùng hộ tại phường Phước Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ phát hiện và giải cứu kịp thời. Vâng và cũng trong sáng ngày 12 tháng 9, Công an tỉnh An Giang đã công bố và tổ chức lễ và công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch ban dân tỉnh An Giang và Chủ tịch thành phố Cần Thơ cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu người cũng như là truy bắt nhanh đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông. Và trong số này có bố con của ông Thọ đã vừa kể trên.